Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán lớp 9 nha các bạn. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn với tất cả các bạn một cái bài đó gọi là phép biến đổi đơn giản liên quan đến biểu thức trước căn bậc 2 nha các bạn. Thì cái mục đầu tiên đó là đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số ra ngoài dấu căn, hay nói nôm na là cái nào dư, cái nào mà có khả năng đưa ra ngoài căn thì người ta đưa gọi là thừa, thừa là dư, đưa ra ngoài căn được thì đưa gọi là thừa, đưa ra ngoài căn gọi là thừa vậy thôi. Ví dụ nha, trước tiên ví dụ thì mình sẽ lấy một cái công thức trước đã. Ví dụ căn của a bình phương nhân b, rồi các bạn nhìn vô đi, để lấy một cái gì đó từ trong căn ra ngoài thì bạn phải nhớ một nguyên lý nha, một cái nha, muốn mất căn thì phải có bình phương, vậy a bình phương là tôi có thể lấy ra được. Vậy bước đầu tiên tôi sẽ dùng dạng gọi là dạng tích của một căn. Đây, tích của căn, nghĩa là căn của a bình nhân cho căn của b. Các bạn hình dung không ạ? Còn các bạn nào muốn biết cái công thức nhảy rau chui ra thì các bạn hãy quay về cái bài số số mấy. Còn không các bạn vào cái mục miêu tả, các bạn sẽ thấy cái đoạn clip liên quan về cái vấn đề gọi là tích, gọi là quy tắc khai căn, gọi là khai căn, khai phương của một tích nha các bạn. Căn a nhân b sẽ bằng là căn a nhân căn b, với điều kiện là a b phải lớn hơn bằng không các bạn. Rồi tiếp theo thì nhớ căn a bình thì bằng trị tuyệt đối a nhân cho căn b. Thì cái công thức này cũng có một điều kiện, gọi là thứ nhất là b lớn hơn bằng không. Nhớ căn có nghĩa khi nào? Căn có nghĩa khi trong căn luôn luôn lớn hơn bằng không. Nếu a là số dương, a lớn hơn không, lớn hơn không, lớn hơn hoặc bằng không, thì trị đối a bằng gì ạ? Trị tuyệt đối a sẽ bằng a nhân căn b. Còn nếu a nhỏ hơn không, a nhỏ hơn không vậy a là số gì ạ? Số âm. Vậy trị đối a bằng trừ a nhân căn b. Mình cái này các bạn nên nghe 1-2-3 lần để các bạn nhớ công thức đã, sau đó bắt đầu qua phần ví dụ căn của 2 mũ 2 nhân 5. Rồi thì bước đầu tiên các bạn phải khai phương của một tích trước sẽ bằng là căn 2 mũ 2 nhân căn 5. Rồi nếu mà các bạn nào mà không muốn nhớ cái công thức này thì các bạn cứ làm chậm nè. Căn a bình phương thì bằng trị tuyệt đối a, vậy trị tuyệt đối 2 nhân căn 5. Nhưng mà rồi trị tuyệt đối của số 2 là số gì ạ? Số 2 là số dương, vậy nó ra chính nó, vậy là 2 nhân căn 5. Bạn hiểu không ạ? Tiếp một cái nha. Ví dụ như căn của 3 bình phương nhân cho 2. Rồi, bước 1 giải dạng tích khai phương của một tích sẽ bằng là căn 3 bình phương nhân căn 2. Rồi, căn a bình thì bằng trị tuyệt đối của căn của 3 bình sẽ bằng trị tuyệt đối của 3 nhân căn 2. Số 3 là số gì ạ? Số dương, vậy trị tuyệt đối của nó ra chính nó nhân cho căn 2. Các bạn hình dung không ạ? Rồi, vậy tiếp theo mình sẽ lấy một cái bài tập khó hơn chút xíu. Căn 2 cộng căn 8 cộng căn 50. Để giải bài này thì các bạn nhớ đến cái gọi là tìm số nguyên tố của một số nha. Tìm số nguyên tố của một số rất đơn giản thôi. Số nguyên tố thì 2 là số nguyên tố rồi, nên căn 2 sẽ bằng căn 2. Còn 8, số nguyên tố của nó là gì? Rất đơn giản, các bạn nhớ những cái số gì? 2 nè, 3, 5, 7, 11, 13. Rồi bắt đầu lấy 8 nè, mình làm nháp trước nha. 8 thì có phải là chia được mấy à? Số nguyên tố là 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nhớ những cái số này thôi. Rồi, chia mấy? 2 được nè. Được 4. Chia mấy được? 2 được. 2 chia 2 được 1. Vậy tới số 1 dần. Vậy là 8 sẽ bằng là cộng căn 2 nhân 2 nhân 2. Các bạn hình dung không?
mình làm chậm đó. Rồi 50 thì sẽ bằng được bao nhiêu ạ? Rất đơn giản, sẽ bằng, nếu các bạn không muốn làm chậm thì các bạn có thể làm lẹ. Làm lẹ thì các bạn phải nhớ đến những cái số mà có mũ. Ví dụ như từ 1 mũ 2 đến 20 mũ 2 thì mình thấy là 50 sẽ bằng là 2 nhân cho 25, mà 25 là bằng 5 mũ mũ 2 nha các bạn. Vậy là bằng 2 nhân 5 mũ mũ 2. Được chưa? 2 nhân 2 chính là 2 mũ 2 nhân 2 đó. Mình làm chậm nha. Rồi, vậy sẽ bằng là bằng căn 2 cộng căn 2 mũ 2 nhân 2 cộng căn 5 mũ 2 nhân 2. Rồi, căn 2 này viết lại. Rồi, tách cái này ra. Nếu bạn nào nhìn lẹ thì các bạn sẽ thấy căn 2 mũ 2 nhân căn 2 cộng căn 5 mũ 2 nhân căn 2. Vậy sẽ bằng là căn 2 cộng trị tuyệt đối của 2 nhân 2 căn 2 cộng trị tuyệt đối. Nhớ công thức căn A bình thì bằng trị tuyệt đối của A. Căn này. Rồi, trị tuyệt đối của số dương là ra số dương, vậy không cần để ý nữa. À, rồi. Rồi, các bạn nhìn nha. Căn 2, không có số nào thì số này số mấy à? Số 1 đó các bạn. Số 1. Vậy căn 2. Vậy lấy 1 cộng 2 cộng 5, giống như gọi là có mẫu số chung, có phần biến chung á. À, phần biến chung thì ta lấy số cộng lại 1 cộng 2 cộng 3, còn không lấy máy tính bấm các bạn, bấm y chang luôn, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 5 là 8 căn 2 đó. Rất đơn giản mà, đây được gọi là phương pháp gọi là đưa thừa số ra ngoài dấu căn, thừa là dư, vậy thôi, không có gì khó cả nha các bạn, hình dung chưa. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả. Mong các bạn hãy theo dõi tiếp cái mục số 2 gọi là đưa thừa số vào trong. Một cái thằng thì đưa ra ngoài, một cái thằng thì đưa vào trong thôi chứ không có gì cả nha các bạn. Đưa ra ngoài, cái đưa vào trong thì công thức cũng y chang, không có khác gì đâu. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả. Các bạn có vướng mắc gì có thể comment, mình sẽ hướng dẫn lại sau. Bye bye.